Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em vào học tần số 32 của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 5 tập 2. Các em hãy mở quyển vở ra trang số 87, cô và các em cùng nhau làm bài tập. Đầu tiên là phần chính tả. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào cái bảng sau. Đây là tên cơ quan đơn vị, đây là bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ hai và bộ phận thứ ba. Cô có trường tiểu học Bế Văn Đàn. Như vậy, bộ phận thứ nhất là trường. Còn bộ phận thứ hai là tiểu học. Các em đã hiểu cách làm chưa? Rồi vậy bộ phận thứ ba là Bế Văn Đàn. Tương tự, trường trung học cơ sở Đoàn Kết, đầu tiên cũng là trường. Thứ hai là trung học cơ sở. Thứ ba là Đoàn Kết. Tiếp theo, công ty dầu khí Biển Đông. Như vậy, đây là công ty dầu khí Biển Đông. Câu số 2. Các em hãy viết lại cho đúng tên các cơ quan đơn vị sau. Rồi chúng ta nói về quyển sách. Viết lại câu A, nhà hát tuổi trẻ. Nhà hát tuổi trẻ. Các em chữ tuổi các em viết hoa nè, âm tờ nè. Nhà xuất bản giáo dục. Viết lại luôn. Trường mầm non Sao Mai. Qua bên đây cô qua phần luyện từ và câu, ôn tập về cái dấu câu, đó là dấu phẩy. Các em hãy đọc cái mẫu truyện dấu chấm và dấu phẩy trang 138 và viết hai cái bức thư sau cho nó có đủ các dấu chấm dấu phẩy cần thiết ha. Câu A, thưa ngài, tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Vì viết vội tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy, rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những cái dấu chấm dấu phẩy cần thiết và xin cảm ơn ngài. Chúng ta sẽ viết lại. Đầu tiên, thưa ngài. Đầu tiên thì các em sẽ viết hoa bình thường. Thưa ngài. Phẩy. Tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi. Một số sáng
tác mới của tôi. Tới đây chúng ta chấm. Vì viết vội chấm thì các em sẽ viết hoa. Vì viết vội phẩy, tôi chưa kịp đánh các dấu chấm. Tôi chưa kịp đánh các dấu chấm. Các em phẩy, ngay đây là phẩy ha. Rồi phẩy, dấu phẩy. Em chấm. Chấm chúng ta sẽ viết hoa. Rất mong ngài cho đọc cho. Rất mong ngài đọc cho. Chữ rất là chúng ta viết hoa. Và điền giúp tôi những dấu chấm. Những dấu chấm. Phẩy, dấu phẩy. Cần thiết. Chấm. Xin cảm ơn ngài. Xin cảm ơn ngài. Chấm thì các em sẽ viết hoa. Chấm. Ta chuyển sang câu B. Anh bạn trẻ ạ, à, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những cái dấu chấm, dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chào anh. Chúng ta viết lại tiếp. Anh bạn trẻ ạ, à, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm, phẩy, dấu phẩy. Cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi. Chấm. Chào anh.
Chánh. Câu chuyện xuống câu số 2. Câu số 2 thì các em viết một cái đoạn văn khoảng 5 câu nói về các hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi ở sân trường. Và các em sẽ nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng. Đoạn văn. Và giờ ra chơi, sân trường em rất là nhộn nhịp. Cô có nè, cái đoạn 1 nè. Vào giờ ra chơi, sân trường em rất nhộn nhịp. Đây là tác dụng của cái dấu phẩy ra chơi, các em phẩy ở đây nè, đó là ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Tiếp theo là câu số 2. Bên đây là của câu số 1 ha. Câu số 2. Ở giữa sân, các bạn nam rủ nhau chơi đá cầu. Các bạn nam rủ nhau chơi đá cầu. Rượt bắt các bạn nữ thì nhảy dây. Như vậy câu 2 ở bên đây là ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Rồi, ngăn cách các vế trong câu rồi ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Cô ví dụ tiếp như là một cái câu nữa như là tất cả tạo nên một âm thanh huyên náo ồn ào vô cùng.
tạo nên một âm thanh huyền não. Ồn ào vô cùng. Rồi, cái này là phần ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tập làm văn, đó là trả trả bài văn tả cái con vật. Các em hãy đọc cái bài làm của các em và cái lời nhận xét của thầy cô ha. Rồi chúng ta sẽ sửa các lỗi trong cái bài theo yêu cầu sau. Thì đây là cái phần sửa lỗi. Cái phần sửa lỗi này thì khi mà các em có một cái bài văn của các em rồi đó thì thầy cô sẽ sửa lỗi. Cái này các em sẽ tự làm nha. Cái phần này thì không cô không nắm được các em sẽ làm bài gì thì chúng ta sẽ tự làm. Cô sẽ chuyển sang phần luyện từ và câu. Thì cái phần luyện từ và câu này các em sẽ ôn tập về cái dấu hai chấm. Tương tự như vậy các em hãy đọc cái bài số 1 và đánh cái dấu ít vào cái ô thích hợp để các em xác định là tác dụng của cái dấu hai chấm trong mỗi cái câu dưới đây. Cô có nè. Một chú công an vỗ cái vai em, quả là chàng gác rừng dũng cảm. Như vậy báo hiệu bộ phận câu đứng sau cái câu đứng sau nói là cái lời nói của một cái nhân vật. Như vậy các em có đồng ý đánh cái dấu ít vào cái ô để xác định tác dụng của cái dấu hai chấm trong mỗi câu sau hay không? Chúng ta đánh vào. Rồi, câu B. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn, hôm nay tôi đi học. Như vậy, đây là cái lời giải thích. Hôm nay tôi đi học. Hai nhỏ đặt cái dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong cái khoảng các khổ thơ sau. Câu A. Bây giờ cô sẽ đọc cái khổ thơ. Sau đó đến đâu thì cô sẽ dấu hai chấm tới đó nha. Trận đánh đã bắt đầu, quân ta ào lên trước. Một tên giặc ngã nhào, chết rồi không dậy được. Chết là không nhúc nhích. Sao nó cứ lơm cơm, tính ăn gian chẳng thích. Chơi thật thà vui hơn. Thằng giặc cuốn cả chân, nhăn nhó kêu rối rít. Rối rít ở đây chúng ta đặt dấu hai chấm nè. Đồng ý là tao chết, nhưng đây tổ kiến vàng. Câu B. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời, mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin. Hai chấm. Bay đi, diều ơi, bay đi. Câu C. Từ đèo ngang nhìn về phía nam, ta bắt gặp một phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Ở đây là các em đặt dấu hai chấm nè. Đó. Phía tây là dãy Trường Sơn trùng điệp, phía đông là biển cả bao la, ở giữa là một vùng đồng bằng biếc xanh màu dục lục diệp.
Câu số 3, đọc mẫu chuyện vui. À, chỉ vì quên một dấu câu à, trang sách giáo khoa trang 144. Theo em thì để người bán hàng không hiểu lầm, ông khách cần biết như thế nào? Mình đánh vào cái dấu ít và cái ô vuông trống. Bắt đầu chúng ta tìm hiểu nha. Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn có chỗ còn cái chỗ mà linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. Như vậy chúng ta đánh vào đây. Như vậy cô đánh vào đây có đúng hay không? Là không được ha các em. Đánh vào đây là không đúng nè. Chúng ta sẽ bỏ ở đây. Rồi chúng ta sẽ đánh ở đây được hay không? Cũng không được. Bây giờ cô sẽ đánh vào đây. Đúng rồi, cô đánh vào đây. Như vậy chúng ta bỏ hai cái ở trên ha. Cô sẽ bôi hai cái ở trên. Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần tập làm văn. Các em sẽ được học tập làm văn tả cảnh và chuẩn bị cho bài kiểm tra viết. Các em sẽ lập dàn ý cho một trong các đề bài sau. Các em hãy chọn một trong cái bốn cái dàn ý ở đây. Cô sẽ chọn tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ là phần mở bài. Mộc nhỏ mở bài. Các em sẽ ghi cái đề nha. Cái đề nè, cái đề số 1 là tả một ngày bắt đầu ở quê em. Rồi, mộc nhỏ mở bài. Mở bài giới thiệu một ngày mới bắt đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em. Giới thiệu một ngày mới bắt đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em. Thành phố Hồ Chí Minh, quê em. Chấm. Ta xuống số 2 nhỏ là phần thân bài. Thân bài thì các em sẽ nói về cái màn đêm loãng dần, nhường chỗ cho rạng đông ha. Màn đêm loãng dần hay là tan dần, nhường chỗ cho rạng đông. Rồi. Phương Đông mặt trời như trái bóng khổng lồ. Phía Đông hay là phương Đông gì đó. Phía Đông. Đấy, mặt trời như trái bóng. Khổng lồ dần dần nhô lên. Kéo theo sự thay đổi của cảnh vật. Kéo theo sự thay đổi của cảnh vật. Chấm. Thành phố đã bừng tỉnh.
chấm. Rồi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Chấm. Tiếp theo nữa là trên đường phố thì từng dòng xe nối đuôi nhau tấp nập. Trên đường phố từng dòng xe nối đuôi nhau tấp nập. Chấm. Tiếp theo nữa là người đi học, người đi làm vội vã. Người đi làm, đi học vội vã. Rồi. Thành phố dần dần hối hả và náo nhiệt. Dần dần hối hả và náo nhiệt. Một ngày mới bận rộn thực sự đã bắt đầu. Một ngày mới bận rộn thực sự đã bắt đầu. Số 3 nhỏ là phần kết bài. Kết bài thì các em sẽ ghi là em rất yêu thành phố quê em. Rất yêu thành phố quê em. Nhất là những buổi sáng. Em luôn háo hức cho một ngày mới phía trước. Chấm. Rồi, cái bài tập làm văn này cũng kết thúc tuần học số 32 của cô và các em. Hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo vào lần sau nha.